Và bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình qua nhạc phẩm Tha Hương, phổ thơ từ nhà thơ Ngọc Vinh, là một người bạn chiến hào và một nhà báo nổi tiếng là báo Tuổi Trẻ, và sẽ được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Quốc Anh. Nước chảy qua cầu.